em tôi đang chuẩn bị ra Huế rồi, bạn sắp tập đến Hội An rồi. Mấy anh em kia vẫn còn ngủ, tối cả là đi tìm cái gì để ăn. Đói quá, đau dạ dày. Em nhớ chứ kiểu cao lầu rồi anh ạ. Cao lầu ngay trước mặt, ăn thử, ăn bừa đi. Hôm qua anh ăn cao lầu chưa? Qua ăn thử vài miếng ở cái quán cơm gà kia rồi. Đã đến Huế và Huế đang có vẻ sắp bão, mưa to gió lớn. Vì mưa của anh em bọn tôi đã vào tạm một cái chỗ này ngồi tránh mưa. Bây giờ anh em bọn tôi sẽ đợi hết mưa thì ăn tiếp. Anh em tôi vừa trú mưa ở nhà hàng kia thì đói quá, nhân viên bảo là các bạn vào sang nhà hàng bên này, nhà bên vẫn mở. Thế là bọn tôi vào được nhà hàng mà có đồ ăn. Cầm liều. Khói. Chắc dùng xì đũa đi nha. 5 giờ kém 15. No. Hello, là cái vườn. Zombie quay MV. Lần nào anh? Zombie rapper ấy. Zombie. Đây không biết. Đây là miền Trung mà. Ôi mấy chị biết hút không tìm cái chỗ này giống giống cái chỗ của cái bài mà có cái hút là kiểu Tây Sơn. Áo kín. Tây Sơn. Áo kín. Đấy. Giống cực luôn. Lan Cưới Phường. Bài hay. Lớp zombie. Anh em bọn tôi đang di chuyển đến chỗ cà phê. Anh em đi cà phê là anh bỏ nhỉ? Đang đéo nhớ. Tao đi. Cà phê Tây à? Cà phê Tây. Anh ơi, sắp đến quán nào ấy à? Tên là Tây luôn á. Đúng. Ok. À chủ Tây đấy á. Đúng. À. Quán đặt theo tên bà chủ. Đấy, từ đầu anh em tôi thuê 3 xe, từ đầu là phải là 120.000 một xe. Nhưng mà cái cô chủ đấy, cô ấy bảo là thôi các em thuê mình nửa ngày đi, thì chị để cho còn 60.000 cho. Như bình thường là lấy hết cả 120.000 mà. Ồ mà lúc đấy mà tao về khách sạn ấy, tao có hỏi cái chị chủ khách sạn là tao có kể chuyện đấy cho chị chủ khách sạn ấy. Cái chủ khách sạn nói không phải ca đúng rồi, kiểu như chuyện tiền tiền lương là chuyện tất cả mọi người sẽ làm như thế. Đừng đâu. Em mà tôi đi đâu anh Phong nhỉ? Tây à? Đi 30 chiều à? Chỗ này ở dưới là nhà trẻ, trên là quán bar. Cháu lên bar mà. Không phải đánh à?
Tôi sẽ thử cà phê muối đặc sản ở đây. Ảo ấy, lạ vẫn luôn. Sao Hà Nội đều có này nhỉ? Hà Nội phải có cái cốc xoay này đã. Hôm nay bây giờ 9 giờ. Anh em bọn tôi ngồi cà phê đi cùng mẹ mày từ 5 giờ chiều. 9 giờ bây giờ đêm tối. Rồi anh em bổ quả mẹ bún bò Huế. Mẹ mày Starbucks khi đến Huế của tất cả người du lịch. Bao lâu tìm kiếm đạt từ tận trại khuyết tật ra sở thú y đến trại kiểm soát chăn nuôi thì bây giờ anh em bọn tôi đã tìm được bún bò Huế bằng Nga. Mỗi anh em đá bát đặc biệt này có gọi chè chứ gì không? Đặc biệt. Sao anh tìm được quán này? Tìm hiểu thì thấy các dân ở Huế bảo đây là một trong quán bún bò ngon nhất ở Huế luôn. Và Google Maps thì đéo biết. Dân thì ai cũng biết nhưng mà Google Maps thì đéo biết. Google Maps cũng không biết chỗ này ở đâu. Lâu kỳ cái kỳ mà. Của cái chap anh Lâu Chi ạ. Anh ăn bún bò Huế. Lúc nãy mình đi có phải có hải sản này, có hai bạn đang lau bàn xong rồi nhìn thấy anh đi qua kiểu. Tao đi bên cái đường đúa, tao đi một năm một tư cõi tao nhà búa, tao giá một vớ rất tối nhảy vào mùa. Anh em dưới sân bị cổng chấn như căng cốt. Bắt đầu đùa ấy. Đùa đâu. Cào vậy luôn. Cổ nó chảy đi xuống dưới là mìm. Chị em xin được. Chị em xin được đũa. Mình đũa vậy. Sao bắt này cao mà bắt này thấp nhỉ? Phước bài anh! Khóc đi, anh khóc đi. Chờ tí nhá, cho ăn bún cái. Phước kia sợ bún bé, không phải cái sợ bún bò to mà ham ở Hà Nội. Đây là bát bún bò Huế ngon nhất mà tôi từng ăn. Mày ăn chậm ấy. Tạm biệt Hà Nội. Tạm biệt quán bún bò mà tôi chưa muốn rời khỏi đây. Quán quá ngon. Mình lấy xe mình. Anh cho bát đặc biệt là 7.5. Anh nghĩ bát thường sẽ được 8. Người này chấm 7.5. Anh cảm thấy một điểm 9.5. Một điểm 9.5. 9.5. Oh, what in the world? 7.5. 7.5. Thật. Không quay 18. 8.5. Đấy, ra phải như thế. Thôi. Anh chế. Đây. Anh chế. Thôi. Mấy điểm. Em có thể mua hồi em thế xong. À. Không trồng thay quán. Anh hút hết bát đầu tiên vậy. Sao anh bảo phân tích đến thế. Sau 20 phút đi đường mà tôi vẫn chưa tìm được cái quán bánh bèo bánh bột lọc ở đâu các bạn ạ. Tôi vô tình lạc vào gọi là Hồ Gươm ở Huế.
Này, nhìn đéo có gì tại Yên mà mây luôn. Khu quá. Tôi kể với anh em nghe thì bạn vừa lấy nhá, là bọn tôi đang tìm đường ra cái chỗ quán đấy. Thế nào tự nhiên có một anh ra hỏi các bạn đang đi đâu đấy? À nhầm, các bạn đi đâu nữa? Các bạn đi chi á? À, bọn em tìm quán bánh bột lọc, bánh bèo. Ủa các em đi thẳng đấy phải, đi vào ngã tư đấy đúng không ạ? Tổ ông ấy nói cái gì ý, đâu hiểu. Sau lúc sau vâng bọn em cảm ơn, kiểu không ai hiểu gì cũng vâng cảm ơn đấy. Để kiểu không làm phiền người ta ấy. Đấy. Thế sau rồi ông ấy đứng lại một câu hỏi cậu, các bạn hút cần không? Anh em tôi còn đơ ấy, kiểu không em không lại đi. Thế là ông anh đi phòng đi luôn. Đi lờ trên phố ấy. À, cùng anh em bọn tôi đã tìm chỗ ăn chè. Tại vì ăn bánh bèo và bánh bút lọc. Bánh bèo đóng cửa rồi, anh em chơi bot game lâu quá. Chị ơi, làm nào rồi? Này, tôi ra quay một cái xe có cái gì. Chè Huế có cái gì. Gì đấy? What? Tại sao họ làm được như thế à? Ôi. What? Bất ngờ hả? Nó từ cái texture ấy. Nó mịn mịn. Hay. Sao lại được chén như vậy? Linh hay là gì, nhưng mà họ có thể là cái phong tục người ta, nhưng mà nhà nào có một cái bàn thờ để ở ngoài à, đối diện là nó luôn là đất trống. Thế như kiểu là người ta cũng sử dụng hết cái chỗ này, và kể cả đất trống thì cũng có rất nhiều bàn thờ. Nhưng mà tôi đi khám phá hết mẹ đường rồi. Ôi sổ đây á. Ê chị ơi, đừng vào đấy anh ơi. Nhìn chị có ơi, vẻ đéo đường ra. Recommended. Nhìn có vẻ đéo đường ra anh chị ơi. Đéo được. Vậy ra có vẻ đứng đầu kia phạt không lắp lốp. Toàn. Có đứng lên rồi. Em có đứng lên rồi nè. Này chỉ có đường rẽ thôi. Nhìn có vẻ là lâu rực rỡ. Có đang quay không ấy? Em vẫn đang quay. Nhưng mà em đều biết là anh em sẽ đi ra đây khỏi bằng cách nào ấy ạ. Chưa có câu kìa. Đi về lên xa gô. À có câu rồi. Ui cái đít của mình. Anh chị ơi. Anh chị ơi. Sổ. Anh em tôi tìm được lối ra, nó bị chặn cổng. Ui mưa. Bám trước
trước bấm vào đâu. Ok, được chưa? Ok. 3, 2, 1. Đây là ôi anh em nó cùng với anh em đang đào thành mà. Con này nặng hơn tí nhưng mà không là vấn đề. Trời ơi. Ơi. Đi con lại quay đi đường nhìn anh em mình vãi luôn. Trộm xe. Bà con AB nhá, cắm ngay. Sau khi anh em tôi hắt sổ ba cái xe xong rồi bây giờ trời mưa con mẹ mới to vãi lồn rồi. Sủi ơi. Anh ơi tìm đường về nha anh ơi. Sáng cuối cùng ở Huế chuẩn bị ở sân bay. Hello, về anh em bọn tôi vừa xuống sân bay Lợi Bài. Hết rồi, chúng tôi chuyển đi rồi. Chị Gào đi rồi nha. Đấy. Anh có nói muốn nói gì về vlog tiếp theo không? Hoặc là cái cơ chế hảo tâm không? Cơ chế hảo tâm à? Nói chung là lâu gì đã nói là làm. Đấy. Lời tôi uy tín. Thỉnh thoảng không uy tín lắm. Nhưng mà lúc nào cũng uy tín. Sau 5 ngày hôm nay thì anh em tôi lại quay lại làm như chó. Chắc là một đợt lâu lâu sau mới đi du lịch tiếp. Em nghĩ là đây là cũng là cái vlog cuối của kênh anh nhỉ? Xong vừa rồi anh nghĩ xóa kênh. Xóa kênh. Vlog nhà làm sao cạnh tranh được với mấy kênh to như kiểu Dương Phin này hay là kênh kênh của Danny Huỳnh, sao cạnh tranh được? Xóa kênh thôi.